Có cái nick trên Facebook có tên là Hoàng Yến hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con muốn phóng sinh nhưng không biết lễ hay niệm gì. Con ra chợ mua ốc, sau đó phóng sinh ở sông nhưng không làm lễ hay niệm. Liệu như vậy có được công đức không ạ? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta phát tâm xả tình tài, tiền bạc để mua vật phóng sinh là cái việc làm rất tốt, gọi là cứu vật. Wow. Cái việc đó là việc tốt và quý Thầy khuyến khích các Phật tử nên làm. Nghe không? Thế thì cái việc này á, một số Phật tử thì có khi là họ cũng không có thời gian học đạo nhiều, không được gần gũi chư Tăng, không biết thế nào, khi cứ ra chợ mua xong thì mang ra sông phóng sinh. Thì họ lo lắng như vậy có được công đức gì không? Thì thưa đại chúng, Thầy nói là vẫn được công đức. Nha. Ta có phóng sinh, cứu vật là ta có được công đức. Thế nhưng nếu mà ta biết Phật Pháp thêm ấy, ta chú nguyện cho con vật, nghe không? Hay ta làm lễ quy y cho nó, hay đọc một cái tên Phật cho nó, nghe không? Thì đều tốt. Đấy, thế thường thì trước khi phóng sinh chúng ta hay làm lễ quy y. Đương nhiên Thầy nói không phải ta quy y thế là con vật nó đắc được cái quy y ngay đâu. Nó chỉ là một cái nhân duyên, gieo duyên cho nó thôi. Chứ Thầy nói con vật nhiều khi nó chẳng hiểu quy y là cái gì. Vào. Thế cho nên Thầy nói là nếu chúng ta mà biết Phật Pháp, thêm cái đó gọi là thêm duyên cho nó, để nó có cái duyên với Phật Pháp thôi. Nhưng còn công đức mình vẫn được hưởng, dù mình không biết tí gì, mua xong rồi đi phóng sinh nó, mình vẫn được công đức, vẫn được phước báu. Nha. Con nick tên là Hà Trần hỏi rằng: Kính bạch quý Thầy, con nghe giảng được biết rằng ngã quỷ là một trong sáu cõi, mà con người sau khi chết bị đầu thai vào cõi ngã quỷ, và cõi ngã quỷ có liên hệ với con người. Con lại nghe một Phật tử nói rằng ngã quỷ không có khả năng trợ giúp cho con người vì phước của họ thấp hơn phước của con người, nhưng họ lại có thể làm hại con người. Điều này có đúng không ạ? Vì sao làm hại được mà không trợ giúp được? Xin Thầy giải thích cho con hiểu. Nếu điều nói trên là đúng thì việc con cháu cầu cúng tổ tiên phù hộ là việc làm không thiết thực, và con cháu chỉ nên làm phước để hồi hướng trợ giúp cho những người đã mất. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân Thầy. Nick Hà Trần nói rằng là ngạ quỷ thì là phước đức kém hơn người, nghe không? Thế thì họ có thể giúp chúng ta được không? Thế rồi họ có hại chúng ta không? Đó. Thì kính thưa đại chúng, khi sống này này mà chúng ta tham lam chấp trước thì chết đọa làm ngã quỷ. Trong ngã quỷ hay mình gọi là quỷ đấy, có rất nhiều loại quỷ thưa đại chúng. Cũng có những loại quỷ có phước báo, không phải là không có phước báo đâu. Có những loại là quỷ đói nha, đói khát khổ sở, không có phước báo về thức ăn, nhưng mà họ vẫn có những cái lực nhất định. Thưa đại chúng, không phải họ không có lực đâu, nghe không? Họ bị cái tội là tham lam, keo kiệt và chấp trước mà đọa làm ngạ quỷ. Trong ngạ quỷ có rất nhiều loài, có những loại ngạ quỷ có phước, có oai lực đấy, không phải không có. Thưa đại chúng, như là cái loại quỷ dạ xoa đấy, nó rất là mạnh. Ngài Xá Lợi Phất mà ngồi thiền mà bị một con quỷ dạ xoa đi qua, nó đập vào đầu Ngài một cái. Mà nếu mà Ngài nói là nếu lúc ấy không phải Ngài nhập định thì cái đập của nó thì có thể vỡ cả núi Tu Di. Chứ đừng nói, như vậy nó có lực không? Có lực. Cho nên cái loài ngã quỷ nó có rất nhiều thành phần, như thưa đại chúng. Và cũng giống như trong loài người chúng ta đây này, có những người là lực sĩ, nhưng có những người thì là ốm o, tiều tụy, phải không? Cũng là người đấy, nhưng có người lực sĩ rất khỏe. Thế thì trong ngã quỷ cũng thế, trong loài đấy có những loài ngã quỷ vẫn còn có phước báo. Tuy họ là ngã quỷ, là quỷ, nhưng nó vẫn có phước báo, nó vẫn có oai lực của nó. Cho nên là ngã quỷ có thể hại người mà cũng có thể giúp cho người. Đó. Thời Đức Phật cũng thế, rất nhiều ngạ quỷ khi chư Tăng vào trong rừng tu, ngạ quỷ họ đến họ quấy phá, chư Tăng không tu được đấy chứ. Thế rồi Phật mới dạy chư Tăng phải tụng kinh từ bi đến với họ, rồi phải bố thí thức ăn cho họ, nghe không? Để cho họ không quấy phá mình nữa. Đấy, chúng ta phải thấy loài nào cũng thế. Cho nên chúng ta thấy loài rắn rết thì nó còn quấy phá được mình, nghe không? Loài vật này cũng có con giúp được mình đấy thế. Phải không? Con trâu, con bò, con voi nó cũng giúp cho người được. Thế thì ngạ quỷ cũng thế đấy, cũng có những cái loại ngạ quỷ nó giúp mình, có loại ngạ quỷ nó phá mình, nhé. Nó đủ các thành phần đấy. Thế thì chúng ta bằng cái phương pháp của Phật Pháp khai thị cho chúng vào, rồi tác phước cho họ,
với gia tiên mình chẳng hạn, gia tiên mình mà chết đọa làm ngạ quỷ đói khổ, thì chúng ta tác phước cho họ để cho họ bớt khổ. Khi họ bớt khổ thì họ vẫn có thể giúp cho mình được. Cái chuyện khổ là khổ và giúp là giúp chứ. Giống như chúng ta này, chúng ta đang rất là đói là khổ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể giúp người khác đẩy cái xe được một tí, hay chúng ta vẫn có thể nói giúp người này được câu nọ câu kia. À, cho nên cái việc giúp vẫn là giúp, không phải là ngã quỷ không giúp được người, mà cũng không phải là ngã quỷ không hại được người. Nó đều có thể giúp, có thể hại hết trong tất cả nhé. Chỉ trừ chúng sinh trong địa ngục là bị nhốt rồi, là chịu chết. À, thế rồi, còn các cái loài khác mà còn được đi lại tự do, nó đều có thể tác động đến chúng ta. Cho đến như con kiến nó bé thế mà nó cũng có thể cắn ta được cơ mà. Đại chúng thấy không? Nó cắn ta được, con ong nó cũng có đốt ta được. À, thế thì chúng ta biết nó có thể hại mình được, con rắn nó có thể cắn mình được. Đấy, đây là con vật đấy. Thế ngạ quỷ nó còn mạnh hơn cái loài đấy, nó còn có cả những cái phép thần thông đấy chứ không phải không. Ngạ quỷ nó có, ma quỷ nó có, nó còn có mấy cái thông nữa chứ không phải không. Thế thì làm sao nó không hại mình được, làm sao họ không giúp mình được? Hại hay giúp là do nhân duyên, mình có duyên gì với họ. Mình có nợ với họ thì họ hại mình, oán với họ, họ hại mình. Còn mình có duyên phúc với họ thì họ trợ giúp cho mình, nghe không? Đó. Đấy, giống như cái con ma trang đài mà Hòa Thượng Tuyên Hóa hàng phục nó đấy, nó cũng là một loại quỷ. Hàng phục được nó xong rồi thì nó xin đi theo để hộ vệ Hòa Thượng. Đấy, chúng nghe Thầy kể đấy. Thế nhưng mà nó thì lại rất hôi thối. Nó đi đến đâu là nó bốc mùi hôi thối, không ai chịu được. Cuối cùng Hòa Thượng là phải bắt nó ở nhà, rốt nó một chỗ không cho đi nữa. Nên nó đi nó ủng hộ đấy, thế này chúng. Nhá. Thế đối với câu hỏi của bạn Hà Trần, Thầy xin trả lời như vậy nhé. Để hiểu được là ngã quỷ là như thế. Đó. Hà Trần hỏi câu thứ hai. Kính bạch Thầy, con cũng nghe giảng rằng ngoài cõi ngã quỷ còn có thần thánh và có liên hệ tác động đến con người. Vậy cõi thần thánh thì phước của họ lớn hơn phước của con người và có thể trợ giúp được con người hay không? Nếu họ trợ giúp được con người thì tại sao người Phật tử không nên đến những nơi thờ thần thánh để cầu thần thánh trợ giúp? Xin Thầy giảng cho con. Đấy, thì Thầy nói là ngạ quỷ còn có thể giúp người hoặc hại người được, thì các vị thần cũng thế, nghe không? Chúng ta phân chia là phân chia thế thôi, nhưng không phải là thần nào cũng nhiều phước hơn người đâu, thưa đại chúng. Có những vị thần cũng bị đọa đấy. Thế cho nên trong cái cõi thần thì họ cũng có phước báo và cũng có những người kém phước hơn người. Có hết đấy, đủ các loại. Mấy ông thần mà sắp đọa đấy thì còn kém phước hơn chúng ta, nghe không? Chứ không phải không. Cho nên bạn Hà Trần nói là chúng ta tại sao biết là thần nhiều phước hơn thì không đến đền, đến miếu khấn thần. Phật thì không cho ông ta như thế. Đã quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo là không không quy y với quỷ thần, quỷ và thần, ngã quỷ, ma quỷ cho đến thần, mình không quy. Chúng ta chỉ nương tựa Phật thôi. Thế thì chúng ta không cầu đến với các vị ấy. Tại sao Đức Phật là đấng tối tôn chúng ta không cầu? Nghe không? Đi cầu với quỷ, với thần làm gì? Nhá. Họ có thể họ có những oai lực hơn chúng ta một chút, họ có những cái pháp linh thông hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nương tựa vào họ, không nương tựa. Đấy là Pháp Phật quy định rất rõ ràng. Đã là đệ tử Phật, không đi theo những cái đối tượng đó. Vì quỷ và thần nhiều khi họ còn không giác ngộ bằng chúng ta. Họ mê muội hơn chúng ta, họ chấp ngã hơn chúng ta. À, chấp ngã hơn chúng ta đấy, chứ không phải không. Cho nên chúng ta không gần gũi, không lân bẩn. Người ta gọi là kính nhi viễn chi, nghe không? Đứng xa mà cung kính ra. Đấy, như vậy là đối Phật tử chúng ta nha, với quỷ, với thần, chúng ta biết rất rõ họ cũng giống như chúng ta, cũng là những chúng sinh, cũng có kẻ có phước, có kẻ ít phước. Nghe không? Đó. Và họ có tác động đến chúng ta. Có thể họ giúp, cũng có thể họ phá, tùy theo duyên phước của mình với họ. Con nick bạn tên là Hoàng Yến hỏi rằng, kính bạch Thầy, con muốn hỏi là người Phật tử có thể làm gì để giúp những đứa trẻ trên khắp đất nước mình không bị chết oan, bệnh tật đau đớn, bị bắt cóc nữa không ạ? À? Con vừa lướt qua Facebook và thấy hình ảnh đứa trẻ bị lũ vùi trong bùn cát. Thật sự con không dám nhìn nữa. Mặc dù con vẫn biết có thể do nhân quả từ kiếp trước, dẫu vậy nhưng đau xót quá Thầy ạ. À. A-di-đà Phật. Chắc là Phật tử này vừa xem mấy cái trận lũ ở Lai Châu rồi là Hà Giang vào. Đại chúng thấy thiên tai, bão lũ thì xót xa vô cùng. Đấy, ở tỉnh Lai Châu mà chỗ Phật giáo Thầy cũng phụ trách trên đấy đó.
cái trận lũ vừa rồi cũng thế, nó phá rất là khủng khiếp. Nó có cái chú này thì nuôi cá tầm ở trên suối đó, cũng đầu tư hàng chục tỷ đó, mà cũng là vay ngân hàng. Thế hôm mà nghe thấy lũ nó về, lúc đầu nó chưa lớn, thế tính ra để mà chắn be lại rồi lưới để giữ cá. Thế ra đấy làm thế nào, đến lúc mà lũ gọi lũ ống nó ộc xuống một cái, nó kinh khủng khiếp đại chúng, không ai tưởng tượng, nó thần tốc. Thế là nó cuốn phăng chú đi luôn, nhà cửa nát hết, bể biếc các thứ, cá kiếc nó mất hết luôn, và mất tích, chú mất tích luôn. Đấy. Thế rồi thì gia đình cũng nhờ người Phật tử của mình trên đấy để điện xuống chùa để thỉnh xem là xem chú đã chết hay chưa, cũng hy vọng là chú chưa chết, nó quấn vào chỗ nào đấy. Đấy. Nhưng về chùa mình thỉnh đến biết là chú chết rồi, không còn nữa. Đấy. Rất là khổ, thế đại chúng, đau khổ lắm, mất mát rất là nhiều. Đấy. Qua cái câu hỏi của bạn Hoàng Yến này, Thầy cũng chia sẻ với cái mất mát của các gia đình trên đấy, đau thương lắm, mất sạch, không còn cái gì cả, mất người và mất của, thưa đại chúng, mất. Những cái thiên tai lũ lụt này rất là đáng thương. Đấy là những khổ cảnh. Chúng ta biết rồi, vào không có cái gì ra ngoài nhân quả. Chúng ta bị làm sao là nhân quả, là nghiệp báo của chính chúng ta. Đấy. Của chính chúng ta đấy. Thế Phật dạy đấy, của cải tài sản của chúng ta có thể bị bảy nhà xâm đoạt mà. Nước cuốn trôi, lửa thiêu cháy, con bất hiếu phá tán tài sản, trộm cắp ăn cắp lại, bệnh tật, tai nạn, vua quan tịch thu, lấy hết tài sản. Đấy, tài sản của mình là của chung của bảy cái nhà đấy, nó đến nó đòi. Nếu mà chúng ta lại chất chứa tài sản phi nghĩa thì nó còn đòi bằng hết nữa. Cho nên giữ tài sản vật chất của thế gian là không chắc, nữa đại chúng. Cho nên bây giờ nhiều Phật tử họ học Phật Pháp mà họ biết họ tính khôn. Thôi gửi kho Tam Bảo là bền nhất. Gửi Tam Bảo có phước thì không sợ. Có phước đi đâu thì cái phước lại sinh ra tài sản cho mình. Nghe không? Còn vô phước thì rất khổ. Phước báu là một cái năng lực dự trữ, nó luôn luôn đi bên cạnh mình, không ai ăn cắp được, không bão lũ nào cuốn trôi được. Nghe không? Có phước là không sợ. Sợ nhất là vô phước thôi, bạc phước thôi. Cho nên là người Phật tử thì phải tích lũy phúc báu hơn là tích lũy tiền của. Nghe không? Hơn tích lũy tiền của. Tích lũy tiền của đấy thì nói là đấy, bệnh tật cái là hết, tai nạn cái là hết, thiên tai bão lũ cái là mất hết. Mà đau khổ nữa chứ. Đó. Thế còn ta mà biết bố thí, biết làm phước, biết cúng dường thì ta lại được vui vẻ, được nhiều phước báu. Nhẹ người chết thì không phải lo. Chết mà còn nhiều của quá, lo lắm thưa đại chúng. Của còn giấu ở đâu đấy. Chưa phân, chưa chia, chưa di chúc là rất khổ đấy thưa đại chúng. Nên Thầy nói là các Phật tử cũng, còn trẻ cũng nên di chúc đi. À, để đến lúc mình nhắm mắt nó nhẹ nhàng. Thế gian này là cái cõi tạm, có cái gì đâu. Thế thì bạn Hoàng Yến này, bạn muốn hỏi Thầy là Phật tử thì làm gì để giúp cho những đứa trẻ, chẳng phải đứa trẻ mà cả người lớn, nghe không? Để không bị chết oan, bệnh tật, đau đớn. Đây, tất cả Thầy trò chúng ta đang làm cái việc cái đây, hoằng dương Phật Pháp. Mọi người phải học Phật, phải tu Phật để chuyển quả của mình. Nhân đã gieo rồi, giờ phải chuyển nghiệp của mình. Chuyển nghiệp thì chuyển quả báo. Bị tai nạn, bị nước lũ cuốn trôi, bị bão thổi bay, hay bị chết chìm, chết đuối, chết núi đè đá sập, đủ thứ đều là quả báo, nhân quả hết, không ai ra ngoài đâu. Thì làm sao để chuyển? Phải học Phật Pháp để tu, để chuyển. Và chúng ta phải tích cực hoằng dương Phật Pháp cho rộng rãi vào. Mỗi Phật tử cũng giống như là mỗi một nhà hoằng pháp viên giúp cho Thầy. À, mình chưa nói được nhiều thì mình cũng nói được ít, ít cho nói nhân quả. Anh ơi, chị ơi, thôi đừng làm ác xong rồi quả báo khổ đấy. Đúng không? Đừng sát sinh hại vật nhiều quá. Nghe không? Đừng có trộm cắp. Mình hoằng pháp đấy, cái đó. Mình dạy đó. Đấy, chỉ trong kinh Phật dạy đấy. Thường á, cái tội trộm cắp tài sản, sau này tài sản sẽ bị mất bằng bảy nhà nó đến nó đòi. Thế còn mình bị chết những cái kiểu như thế, nó đều là có những cái nghiệp quả của mình hết đấy. Đại chúng ạ, đó, không phải không đâu. Khi mà thỉnh ra thì mới biết cái nhân quả của cái chú mà bị trôi đấy, Thầy biết cái nhân quả của chú đấy, là vì sao mà bị trôi. Là trong kiếp trước mình cũng có làm ác, giết người đấy. Thế bây giờ kiếp này nó về nó báo oán. Đó,
Thế thì thưa đại chúng nhé, chỗ này thì bạn Hoàng Yến cũng có cái tâm rất là tốt, nhưng mà đấy muốn để cứu giúp không phải là chỉ trẻ em mà người lớn mà tất cả nhân loại, thì chúng ta phải học Phật, phải tu Phật thì nhân loại này mới bớt thiên tai, kể cả chiến tranh nữa thưa đại chúng, kể cả những cái chuyện này nọ, chúng ta học Phật sẽ bớt hết những cái chuyện đó, chuyển hóa được. Có bạn Nick Đỗ Hoàng Dương hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con năm nay 23 tuổi, con niệm Phật một thời gian. Đến một thời gian con niệm Phật quá nhập tâm đến nỗi căng hết cả đầu, óc. Con không biết cách xả, con cảm thấy tâm của con bị ảnh hưởng nặng nề, kiểu gần bị tẩu hỏa nhập ma, hay có hình ảnh Phật trong tâm. Đi vệ sinh, hình ảnh Phật cũng hiện ra trong tâm, kể cả nhìn vào bồn cầu cũng hiện ra. Và khi con không nghĩ gì, hình ảnh Phật cũng hiện ra trong tâm ạ. Việc niệm Phật là con tự nghe băng giảng rồi làm theo, không ai dạy con hết ạ. Con mong Thầy hoan hỷ chỉ bảo con cách chữa trị. Con xin tri ân công đức trên Thầy ạ. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, bạn Đỗ Hoàng Dương hỏi câu này. Đây cũng là một cái bệnh đấy của những người niệm Phật bây giờ và giảng dạy về pháp môn niệm Phật. Sai, nguy hiểm lắm đại chúng. Đấy, bạn này đây, niệm Phật, niệm nhập tâm đến nỗi mà đầu nó căng hết ra, bây giờ có thể giống như không ấy là nó thần kinh đấy, không ngủ được nữa rồi, thần kinh, sợ lắm đấy. Rồi đương nhiên cái này nó sẽ sinh bệnh đấy này, sinh bệnh rất nguy hiểm nha. Trị cái bệnh này bây giờ cũng khá vất vả đấy. Thì Thầy nói bạn Đỗ Hoàng Dương á, thì nếu có duyên thì đến chùa, các Thầy sẽ tư vấn kỹ càng nhé. Thì bây giờ đương nhiên phải bỏ cái niệm Phật rồi, không thể niệm thế được nữa rồi. Cái niệm như bạn thế là bạn rất sai. Niệm kiểu như thế, nhồi nhét như thế là nguy hiểm. Đến bây giờ bạn bảo đi vào nhà bồn cầu, nhìn vào bồn cầu thấy Phật hiện lên chỗ nào, nó đến lúc là loạn hết cả lên đấy, là chết đấy, rất nguy hiểm. Đầu nó căng quá rồi, không khéo nó nổ đâu ra chứ, không phải không đâu. Có những trường hợp mà đại chúng biết là nổ đâu không? Nó nổ đâu đấy. Khi mà căng quá trong này nó phát ra một cái khí mà nó áp suất lên não vỡ đầu luôn. Cái chuyện nổ đầu Thầy có xem và có nghe, không phải không? Cho nên bạn bây giờ thôi phải buông bỏ hẳn cái chuyện này, không tập cái đấy nữa nhé. Bây giờ tập đi, tập chú ý vào hơi thở. Đỗ Hoàng Dương nghe chưa? Tập điều hòa hơi thở, chú tâm xuống gót chân với bàn chân cho Thầy nhé. Để tâm xuống bàn chân, từng bước đi, nghe không? Đi theo dõi bước chân của mình thế đã, chứ không chú ý vào cái câu niệm Phật, bỏ hẳn cái câu niệm Phật đi, không niệm Phật kiểu đấy nữa nha. Hãy tập đi thong thả và để tâm xuống bàn chân nha. Thế còn chi tiết thì bạn Đỗ Hoàng Dương về chùa thì quý Thầy sẽ xem xét cụ thể. Câu hỏi của bạn Dương Minh hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con xin phép hỏi một câu ạ. Ai là người tạo ra nhân quả? Mong Thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Dương Minh hỏi rằng ai là người tạo ra nhân quả? Ê, thưa với bạn Dương Minh là nhân quả không có ai tạo ra, mà nó tự nhiên là như vậy. Đấy, cũng giống như chúng ta đấy, Thầy nói một tiếng này, nó đập vào nhà, nó vang trở lại. Đấy cũng là nhân và quả. Tiếng và vang là nhân quả. Nhân quả nó là một cái lẽ tự nhiên như vậy, không ai làm ra cả. Nó phải như vậy, không thể khác được. Cũng không thể là không nhân quả được, thưa đại chúng. Nó phải như vậy mà. Đã có tác, nó phải động. Tác tức là có hành vi thì nó phải động. Đó gọi là tác động. Đấy, tác động cũng là nhân quả. Thầy nói một tiếng vang ấy, trở lại, đấy là nhân và quả. Nhân quả nó là một chu trình tất yếu của thời gian, cái trước và cái sau. Đó, không khác được và cũng không ai làm ra nó. Nhá. Nhân quả là một quy luật của tự nhiên, nó phải như vậy. Nhất khoát nó như thế, không khác và cũng không ai làm ra nó. Đấy, chỉ có chúng ta là người, chúng ta nhận thức được nó hay không nhận thức được nó thôi. Nếu nhận thức được nó, hiểu rõ được nó thì chúng ta vận dụng được nó và chúng ta được rất nhiều điều tốt đẹp từ nhân quả. Đó. Cho nên trong nhà Phật thì nói nhân quả không phải dễ hiểu, phải là bậc sáng mắt mới thấy rõ nhân quả. Còn chúng ta chưa sáng mắt thì mù mờ nhân quả lắm. Chúng ta gieo nhân đắng nhưng ta lại cứ đòi quả ngọt. Wow. Chúng ta thường mắc cái bệnh thế. Và các ngài tổ sư cũng thường nói là gì? Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Chúng ta là chúng sinh thì chỉ sợ lúc quả nó trổ ra thì kêu la đấm ngực và trách trời, trách Phật. Còn lúc gieo nhân thì gieo vô tội vạ,
gieo bừa bãi. Còn Bồ Tát thì khi gieo nhân các ngài rất cẩn thận. Cái nhân này gieo ra là mai mốt nó mọc ra cái gai là đi là mình dẫm vào chân là chết, không gieo. Nghe không? Cái nhân này mình gieo là mai mốt nó mọc lên cái quả đắng, nó quả độc, không gieo. Các ngài lúc gieo nhân là không gieo những cái nhân xấu, nhân ác, chọn những nhân thiện, những nhân tốt đẹp mà gieo. Đó. Nhá, thì đối với Vạn Dương Minh Thầy xin trả lời là nhân quả không do ai tạo ra là một quy luật tự nhiên và tất yếu nó phải như vậy, không khác. Và cũng không thể nào nói là quả nhân được. Không có. Mà cũng không thể nào nói khác đi được là không phải nhân quả. Nhân quả là như thế. Và chỉ có loài người chúng ta, chúng sinh có nhận thức được nó hay không thôi. Chứ còn từ xưa nó là như vậy. Nó là quy luật của sự tác động. Giống như chúng ta đấm thì nó phải đau. Chúng ta có tiếng thì nó phải có vang, có hình thì nó phải có bóng, không thể không. Đấy là cái tự nhiên. Có nick của bạn Hoàng Yến hỏi rằng chỗ con làm việc hay gặp nhiều vị có ngoại hình giống nhà sư. Họ cũng cạo đầu, mặc đồ màu nâu, đi chân đất, mang theo đài niệm Phật, đi rất nhiều nơi để xin tiền ạ. Họ không nói gì, chỉ đưa bát ra về phía mọi người thôi. Con muốn hỏi những người như vậy có phải là sư thật hay không ạ? Bạn Hoàng Yến muốn biết là sư thật hay không thì phải đến hỏi họ xem họ có giấy tờ gì không, có chứng nhận, chứng điệp xuất gia tu hành không nhé. Thế còn nếu mà căn cứ vào hình thức thì chưa biết là sư thật hay sư giả. Nhưng mà nếu là sư đi khất thực thì phải ôm bình bát và đi khất thực đúng thời, không đi khất thực vào buổi chiều nhé. Đấy, đi khất thực buổi sáng đúng thời nhé. Và đi khất thực thì xin đồ ăn là chính. Đương nhiên, ví dụ như chùa chúng ta khi mà các thầy đi khất thực thì có rất nhiều Phật tử thập phương họ về, họ không chuẩn bị được đồ ăn. Thì họ không biết làm sao mà bây giờ họ muốn cúng dường họ làm nào. Thì họ cúng bằng tiền. Thì các thầy đành phải nhận cho các Phật tử để cho họ hoan hỷ, để họ có phúc báu. Nghe không? Chứ hôm không nhận thì họ sẽ rất buồn. Có khi gì cả đời họ mới đi qua chùa mình một lần. Hôm nay thấy các sư đi khất thực mà con không có chuẩn bị cái bánh kẹo, không có cơm cháo gì cả. Thì con làm sao rồi, con muốn cúng lắm. Thế nên họ bỏ ra 50% một cúng thì các thầy đành phải nhận. Thế cho nên có mấy chú đi một cạnh để nhận cái tình tài họ cúng dường. Thôi cũng coi như họ cúng đồ ăn. Nghe không? Đấy thì đấy là cách phương tiện. Chứ còn đúng sư đi khất thực thì xin đồ ăn là chính. Nghe không? Đó. Đấy thì cái này thì bạn Hoàng Yến phải hỏi nhé. Đến kiểm tra kỹ hoặc là nhờ công an ta kiểm tra xem phải là sư thật, sư giả không là biết ngay. Bạn Vi Phương hỏi rằng kính bạch Thầy, cho con được kính hỏi. Nếu con tinh tấn thức khuya dậy sớm, nhịn ăn bớt mặc, hăng say kinh doanh chân chính để kiếm tiền xây nhà, mua xe nuôi vợ con để cho cuộc sống được sung túc, thì đó là thiện hay ác? Là chính tinh tấn hay là tà tinh tấn ạ? Thế thì thưa đại chúng, nếu với tư cách người Phật tử tại gia mà chúng ta làm đúng tròn bổn phận Phật tử tại gia, vẫn giữ giới, chúng ta chăm chỉ làm việc như thế này, biết tiết kiệm này, hăng say kinh doanh mà chân chính nhé, không phải là làm những việc phi pháp, nghe không? Thì đây vẫn có thể gọi là chính tinh tấn được. Nhưng mà cái chính tinh tấn này á, là mới là cái việc về làm ăn. Thế còn chính tinh tấn trong tu tập thì nó phải có thêm nhé. Cái này vẫn là tinh tấn, vẫn là thiện, nó vẫn là chính được nhé. Nhưng mà trong bổn phận người Phật tử tại gia của mình, người Phật tử tại gia thì phải làm ăn, phải kinh doanh, phải chắt bóp để có tài sản để nuôi mình, nuôi vợ con, nuôi cha mẹ, rồi làm các việc phước thiện nhé. Nếu bạn ấy làm được việc đấy là tinh tấn. Mà các Phật tử chúng ta đang đều như thế, đều phải chăm chỉ công việc, rồi việc tu tập vẫn phải tinh tấn, phải cố gắng. Thì cái việc làm này của Phật tử tại gia làm tròn bổn phận, không phạm vào những điều ác, không phạm những cái điều pháp luật, thì nó vẫn có thể nằm trong cái chính tinh tấn nhé. Nick của bạn Lã Nguyễn hỏi rằng, xin Thầy cho con hỏi, con là Phật tử tại gia, mẹ con mất được 2 năm. Nhiều đêm con nằm mơ thấy mẹ con khóc lóc khổ lắm. Con có tụng kinh và hồi hướng cho mẹ con trong thời gian đó. Rồi được khoảng hơn 2 năm, con nằm mộng thấy mẹ con biến thành một con chim và báo mộng cho con là mẹ đã siêu thoát rồi con ạ. Con yên tâm đi. Con xin hỏi Thầy, giấc mơ như vậy có được coi là thật không ạ?
Nhưng con tin lắm vì sau lần đó con không còn mơ thấy mẹ con buồn phiền nữa. Con xin Thầy giải đáp giúp con và giờ con nên làm gì để giúp mẹ con nữa ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Đó. Bạn Lãng Nguyễn hỏi rằng bạn nằm mơ thấy mẹ mất á, rồi mẹ về khóc lóc khổ đau, rồi sau đó thì bạn làm các cái việc tụng kinh hồi hướng cho làm phước cho mẹ. Sau đó thì bạn nằm mộng thấy mẹ biến thành con chim và báo là mẹ đã siêu thoát rồi, nghe không? Con yên tâm đi, nghe không? Thế và sau đó thì bạn không mơ thấy mẹ như vậy nữa. Bây giờ bạn rất là lăn tăn cái giấc mơ này. Thì kính thưa đại chúng, cái việc mộng mơ chúng ta biết rồi, nó có rất nhiều vấn đề trước đây để nói đấy. Không phải giấc mơ nào cũng là sự thật hay là giấc mơ điểm báo nhé. Có những giấc mơ là do ban ngày chúng ta nghĩ đến việc ấy nhiều, tối chúng ta lại mộng về việc đấy, lo lắng về việc ấy, cũng mộng về việc ấy. Giấc mơ sinh lý cũng có, và cơ thể mình nó biến thành những giấc mơ. Bệnh tật nó cũng báo trước, nó cũng có những cái giấc mơ, nhiều cái để dẫn đến giấc mơ. Thưa đại chúng, cho nên đối với bạn Lãng Nguyễn này, giấc mơ này là thật hay không thì Thầy cũng chưa thể kết luận được nó là đúng hay là sai. Nghe không? Đúng là sai, phải xem mẹ của bạn ấy khi sống thế nào và khi mất gia đình đã làm những việc phước báu cho mẹ bạn như thế nào thì mới có thể được. Tức là khi sống là cái người có biết tu tập, biết quy tam bảo, có tu tập phước thiện, và rồi khi mất gia đình như Pháp Phật dạy, làm đúng Pháp thì mới hy vọng người ấy được tái sinh vào chỗ lành, gọi là được siêu thoát. Thế còn mà khi sống không biết tu tập, nghiệp chưa được thiện nghiệp, chết gia đình làm không đúng Pháp, vào thì khó mà có thể nói là đã siêu thoát được lắm. Nhá. Thì cái này bạn Lãng Nguyễn phải xét kỹ cái phần hành nghiệp của mẹ mình ra sao. Có phần tử ở tại chùa hỏi rằng, lúc khỏe chúng con làm công quả ở chùa, không may bị cảm cúm hoặc viêm họng sốt, không đi làm được. Con ốm nằm tại phòng, có một số Phật tử nói là ốm thì phải về nhà chứ, ở chùa không làm gì, ăn của chùa phải nợ, tam bảo đấy. Tất nhiên là ốm nặng con không dám ở đây, con nghĩ đang ốm thì về làm sao được, mà có về nhà thì gia đình nghĩ gì đây? Nên con xin hỏi Thầy, xin Thầy giải đáp cho con và các Phật tử làm công quả tại chùa được biết ạ. Thì kính thưa đại chúng, chùa chúng ta thì có một số các Phật tử đến chùa xin được làm công quả có thời hạn, ví dụ nửa tháng, một tháng, hai, ba tháng, và có những người thì xin làm lâu dài. Đó. Thế thì tất cả những cái này trong nội quy đối với cư sĩ Phật tử công quả tập tu tại chùa đều có quy định rất rõ. Khi Phật tử ở chùa công quả ốm đau, bệnh tật thì chùa có giúp đỡ để chữa bệnh trong thời gian mình ở chùa nhé. Kể cả Phật tử chúng ta về chùa học này cũng thế, ốm đau bệnh tật thì phòng y tế mình cũng phải làm ngay, cần xe đưa cấp cứu Thầy cũng cho đi cấp cứu. Có những người ta về chùa người ta bị bệnh, người ta bị cảm, người ta bị tai biến, cái chuyện đấy là nhân duyên thì nhà chùa mình sợ duyên hết sức. Không phải là Phật tử đến công quả đâu, mà Phật tử đến chùa bình thường hay du khách đến chùa, họ lỡ ở đây họ bị tai nạn hay bị làm sao đấy, một cái thì chùa mình cũng giúp đỡ chứ. Cho nên chùa mình lập phòng y tế này để cấp cứu kịp thời những trường hợp đấy. Nào, thì cái sức chùa mình giúp được đến đâu là tùy sức. Đối với Phật tử công quả tại chùa mà lỡ ốm đau, nghỉ một vài ngày, chuyện đấy là bình thường. Nhá. Tất cả chùa đều cho phép, đấy là trong nội quy cho phép. Chứ không phải là ốm cái phải về, không ai thế cả, nhá. Không ai bắt. Nhá. Chỉ trừ trường hợp mình ốm thật nặng, mà bệnh nó là bệnh lâu dài, và bệnh nan y, thì mình phải về nhà để gia đình chữa nha, vì mình không phải là người chính thức ở chùa nhé. Đó. Thì Thầy xin trả lời cho các Phật tử đang công quả chùa được biết cái việc này. Cái câu chuyện về đời người và số phận là một câu chuyện rất lớn các con ạ. Từ muôn thuở nhân loại đã đều muốn giải quyết chuyện này, muốn biết xem thực hư chuyện này thế nào. Cho nên có rất nhiều triết thuyết, chủ thuyết, tôn giáo, đa phần họ đều nói cuộc đời có số phận. Và có những tôn giáo họ nói là Chúa an bài, hay là trời đã sắp đặt như vậy, tin như vậy. Và đa phần các tôn giáo đều như thế, kể cả các tín ngưỡng, các con ạ, cũng đều cho rằng đời có số phận. Thằng này số nó khổ, nó sinh vào ngày tháng năm này,
vất vả lắm. Cô này cô sinh vào năm này tháng nọ, vất vả lắm. Thế người ta có câu gì nhỉ? Trái đinh nhâm quý thì tài mà, gái đinh nhâm quý đi hai lần đò. Thế là mình mà sinh phải cái năm đấy, con gái thì lo. Cho nên Thầy đã từng chứng kiến có bạn đến đây nè. Hai đứa yêu nhau, rồi sống với nhau, rất là gắn bó, giống như vợ chồng. Nhưng sau khi mà cô đi xem, cô biết cái tuổi, thế là cô quyết định về chia tay. Chia tay vì nghĩ rằng không thể sống với nhau được. Sống nhau thế nào rồi cũng chia tay, tôi chia tay sớm. Để sau này không phải vấp lần nữa, và coi như đây là lần thứ nhất chia tay. Đấy các con ạ. Thì để người sau không bị đổ vỡ nữa. Đấy, có rất nhiều bạn trẻ đến đây tâm sự Thầy. Rồi có bạn ấy, vì không được cái người hợp tuổi, đợi chờ mãi đến năm nay 37 tuổi rồi, thì vớ được cái anh hợp tuổi. Cái anh này thì cũng một vợ ba con rồi. Thế thì anh đi lăng nhăng, anh bỏ vợ. Vợ bỏ chứ không phải anh bỏ vợ, vợ bỏ. Gặp được cô bạn này thì xem tuổi tác là rất hợp nhau, quyết định đến với anh ấy. Đến bằng được con ạ, quyết định đến bằng được. Nhưng mà cái anh này bản tính thì lăng nhăng, cho nên cô bạn này đến với anh này rất là khổ, rất là khổ tâm. Nhưng mà chỉ nghĩ là mình với anh hợp tuổi nhau, cho nên phải giữ bằng được, phải quyết bằng được. Đấy nghe con ạ. Nhưng mà rất đau khổ. Và thực sự mà nói, anh bạn này, cái bản tính của anh là không chung thủy, không chung thủy. Nhưng mà cô này nghĩ là anh tuổi hợp với mình, cứ thế là phải gắn bó và đeo đuổi. Thầy thì Thầy nghĩ rằng nếu cô bạn này mà đến với anh bạn này thì trước sau anh này anh cũng lại bỏ thôi. Cô thưa với Thầy, con bạch Thầy, anh hợp với con, tuổi tác hợp lắm, hợp tuổi, hợp mạng, cái gì cũng hợp. Đến khổ con ạ. Đó. Và vừa rồi thì thế này, đăng ký kết hôn được 3 ngày thì anh mang tờ giấy ly hôn đến, chưa cưới, mang tờ giấy ly hôn đến. Cô rất đau khổ con ạ. Đấy là sự thật. Đấy. Mà như vậy là các con lại chọn cái tuổi, không chọn cái đức của con người. Đấy, đây Thầy đang nói là một loạt những cái hệ lụy từ cái việc khi con người ta tin vào số phận tuổi tác, nó sinh ra rất nhiều chuyện, sinh ra nhiều chuyện lắm. Vậy thì bây giờ quan điểm chính xác nhất thế nào hả các con? Thầy không nói là quan điểm của Đạo Phật nữa. Vậy giữa vấn đề số phận của con người, chúng ta phải nghĩ thế nào cho đúng? Hoặc có số phận, hoặc không có số phận, hoặc cũng có số phận, cũng không có số phận. Như thế nào cho đúng hả các con? Chỉ có 3 cái trường hợp này thôi. Đấy. Đây là Thầy muốn trao đổi trên cái diện rộng. Tất cả thanh niên tuổi trẻ các con đều nên biết cái này. À, để chúng ta, vì số phận là của chúng ta đây này, nó gắn liền chúng ta phải biết nó là thế nào. Đấy. Để chúng ta còn định hướng chứ. Nếu không biết rõ về nó thì các con không có định hướng được. Nhờ. Vậy, đây là Thầy nói quan điểm của Thầy để chia sẻ với các con. Chúng ta đặt ra vấn đề. Và Thầy thì rất tin tưởng đây là quan điểm của Đạo Phật. Đức Phật là bậc trí tuệ, gọi là toàn giác, tức là cái gì Phật cũng biết rõ ràng. Thầy rất tin tưởng cái trí tuệ của Phật. Và Đức Phật thì đúng thật, thưa các con, là từ xưa đến nay không ai có thể vượt qua trí tuệ của Phật được. Các con đến cổng chùa mình, ở dưới cổng tham quan có cái bảng ghi cái bút ký của ông Einstein. Ông nói rất rõ là gì? Đạo Phật không phải xét lại quan điểm của mình. Đạo Phật còn có thể dẫn đường cho khoa học. Không những đồng hành mà còn dẫn đường cho khoa học. Đó. Đấy là cái điều đặc biệt. Đấy, nhà bác học Einstein ấy, ông nhận định như vậy sau khi ông nghiên cứu về Đạo Phật. Einstein là người mà phát minh ra học thuyết tương đối, các con biết rồi đấy. Một cái học thuyết rất đặc biệt, không phải dễ hiểu đâu các con ạ. Học thuyết tương đối là một học thuyết rất khó hiểu, không phải dễ chúng ta thâm nhập được. Mà ông đã chứng minh được
cái chuyện này. Đó. Đây là con người rất siêu việt đấy, rất đặc biệt. Mà ông ấy phát biểu về đạo Phật như vậy thì để các con biết là đạo Phật hay là Đức Phật là con người đặc biệt, siêu việt. Vậy thì quan điểm của Đức Phật, của đạo Phật thế nào về chuyện số mệnh của đời người? Đây thưa các con thế này, đối với đạo Phật ý, quan điểm chính thống là thế này: đời người cũng có số phận và cũng không có số phận. Như vậy là các bạn mà số ít đấy, là rất là chuẩn đấy. Yeah. Không phải là khẳng định mà đã là đúng đâu. Có số phận chưa phải đã là đúng, không số phận chưa phải đã là đúng. Ấy mà cái anh chàng mà lại cũng có cũng không lại là đúng. Yeah. Thế vậy thì đối với đạo Phật quan điểm là cũng có cũng không là thế nào? Để các con rất rõ như này nha, mà các con phải nắm chắc cái chỗ này. Cũng có cũng không là thế này. Đối với những người sinh ra đời sống một cách hoàn toàn theo bản năng, các con ạ, theo bản năng là sống tự nhiên, không có một ý thức tu dưỡng rèn luyện gì, thì cuộc đời người ấy hoàn toàn theo một số phận, giống y như cái lá số tử vi đấy các con. Đấy, nếu một người sinh ra đời lớn lên hoàn toàn sống theo bản năng tự nhiên, không có một ý thức tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, thì đời người này sống nó y như cái lá số định sẵn vậy, có lá số định sẵn như vậy. Thế còn nếu một người họ sống, họ biết tu dưỡng, biết sửa đổi, biết hướng thiện, người ta gọi là tu nhân tích đức, thì nó không đúng với cái số phận định sẵn đấy, không đúng hoàn toàn như lá số tử vi đâu. Đó. Cho nên các cụ nhà ta ngày xưa câu gọi là gì? Đức năng. Đức năng gì các con? Thắng số phận. Đáng nhẽ cái lá số của anh đây, thầy nói lá số thôi chứ không phải số phận. Cái lá số của anh là như vậy, cái năm nay anh sẽ gặp cái đại nạn như vậy, nhưng do trước đó anh tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, cứu người, cứu vật, thì tự nhiên ấy, cái năm đấy anh không hề gặp hoạn nạn gì cả, mà anh lại còn được tốt đẹp. Thì như vậy đối với người này là không có lá số, không có số phận định sẵn cho anh ấy. Và các con thấy không nào? Như vậy là có một dạng người là đúng theo lá số, có một dạng người là không đúng theo lá số. Đây thầy nói ví dụ như thầy chẳng hạn, lá số tử vi của thầy sao? Thầy cũng có vợ, đúng không? Lá số thầy cũng có vợ con, vợ con đầy đủ. Thế mà đến bây giờ thầy có vợ đâu? Không vợ. Thế thì là do cái gì? Như vậy thầy biết lá số của thầy không đúng mà, không đúng tí nào. Đấy, đi tu thì làm gì có vợ nữa. Đấy. Đấy thì các con thấy thầy là minh chứng nha. Rõ ràng lá số của thầy có cung thê thiếp, có cung tử tức hẳn hoi. Thế mà cuối cùng có đâu? Đấy. Không có. Thế thì có phải là thầy không có số không? Không có số. Đấy. Thế thì như vậy chúng ta thấy quan điểm của đạo Phật như thế là đúng. Cũng có số và cũng không có số. Nhá. Như vậy số phận ấy, là thế nào? Không có số phận là thế nào? Mà thì chúng ta qua cái việc vừa rồi, chúng ta hiểu được. Cái người hoàn toàn sống, sinh ra sống theo bản năng, không một sự rèn luyện, không có sự tu dưỡng gì cả, không có cái sự phấn đấu, không có sự thay đổi, thì người đó không thể nào khác được. Cuộc đời người đấy như là một cái quán tính vậy đấy, như hòn bi đã mình đã búng ra khỏi tay, nó cứ theo quán tính nó lăn, lăn đi chỗ nào. Wow, như là các con chơi bia đấy, các con đã đánh vào cái hòn bi, nó lăn như thế nào là theo cái quán tính vậy đấy. Nó rơi được vào hố hay là nó đập vào hòn bi khác là theo cái quán tính đấy. Nghe không?
Thế còn ấy, cái người mà người ta có tu dưỡng, có rèn luyện thì người ta sẽ thay đổi được. Nó không đi theo quán tính đấy. Người ta truyền được cái quán tính đấy. Nghe? Thay đổi. Cho nên không có số định trước cho người này. Không có số vận định trước cho người này. Thầy mong tất cả các con chỗ này phải hết sức là rõ ràng. Hết sức rõ ràng. Và đây là sự thật. Cái quan điểm thứ ba này là sự thật. Phải không? Quan điểm thứ ba này là sự thật. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào đây? Mình thích là người sống có số hay là người sống không có số để mình thay đổi được số phận? Nếu một cuộc đời sống mà cái người thích có số thì các con thấy thế nào? Mình thích có số, mình sống theo số thì cuộc đời cảm thấy nó rất vô vị. Cái gì cũng là cái định sẵn rồi. Thầy tin rằng cái tuổi trẻ con là không thích cái gì định sẵn. Bây giờ nó không phải cái thời các cụ ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đúng không? Các con thích bạn này mà bố mẹ bảo không được thích bạn này, không được yêu bạn này là mình cũng không chịu. Không chịu đâu. Tuổi trẻ bây giờ không như ngày xưa. Mà các con muốn thay đổi. Muốn thay đổi thì ta phải chấp nhận, ta phải đi theo con đường là không có số. Nghe không? Ta làm chủ số của ta. Thay đổi cái số như thế nào là do mình. Chứ cái người mà sống chấp nhận có số thì người đấy cam phận. Gọi là cam phận. Mà không có vươn lên, không có phấn đấu. Người như thế cũng không tiến bộ. Và cuộc đời đối với người đấy rất tẻ nhạt. Cho nên các con nhìn thấy những người mà sống cam phận ấy, họ tẻ nhạt lắm. Rồi cố gắng cũng thế thôi. Không cố gắng cũng thế thôi. Sống gọi là cam phận, cam chịu. Mà Thầy tin rằng tất cả gương mặt các con đây không đứa nào có tư tưởng sống cam chịu như vậy. Mà mình phải phấn đấu. Dù một chút còn hơn là sống bạc nhược, cam chịu. Thầy rất thích cái câu người ta nói gì nhỉ? Dù gì, một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả nghìn năm. Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói nghìn năm các con ạ. Vậy phải làm sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa, có giá trị các con ạ? Như thế các con biết trân quý từng ngày mà từng giờ sống ý nghĩa. Nghe không? Đấy, thưa với tất cả đại chúng, tại sao chúng ta sống vô vị, không ý nghĩa? Vì chúng ta không hiểu biết. Cái người hiểu biết ấy, người ta biết trân quý cuộc đời, người ta sống cuộc đời có ý nghĩa. Cho nên các cụ ngày xưa nói, nhân bất học, bất tri lý các con ạ. Nhân bất học là người không học, vô học, không tri lý, tức là không biết đạo lý, ý nghĩa gì cả. Rất là may mắn các con là những đứa may mắn được học hành, được cái duyên phước có ăn có học, sẽ biết được đạo lý, là người có giá trị. Các con hơn rất nhiều người họ không được ăn học. Vâng, mình phải biết mình hơn họ rất nhiều. Thì mình phải làm sao để cho cuộc đời mình thật sự có giá trị các con ạ? Ý nghĩa. Nhân bất học bất tri lý là chỗ này đấy. Biết trân quý cuộc đời mình từng ngày từng giờ, sống thật ý nghĩa, tốt đẹp các con ạ. Đó. Thế thì các con phải hiểu chỗ này. À, đời người cũng có số phận, cũng không có số phận. Nếu chúng ta sống hoàn toàn buông thả, mặc kệ, người ta dùng gọi là mặc kệ nó đấy, mặc kệ nó, thì mình sẽ chịu số phận chi phối, số phận an bài. Nhưng mà thường còn thế này nữa con ạ, cái người sống buông thả như vậy ấy, thì dẫu rằng người đấy có một lá số tốt đi, thực sự mà nói cũng không được hưởng cái lá số tốt ấy đâu. Các con ạ,
Thế còn nếu mình biết rằng cuộc đời không phải là có số phận, mà số phận ấy do chính mình sáng tạo ra, thì mình phải trân trọng sự sống. Mình phải sống như thế nào để mình được lợi ích các con ạ? Các con là những người sáng tạo, thanh niên, sinh viên. Làm sao mình trân quý, mình sáng tạo, mình sống để mình làm chủ số phận của mình. Cái điều đó, cho nên các cụ cũng nói sướng khổ là do ta, đời người sướng khổ là do ta. Hôm nay thì hơn 2.000 bạn ở trong cái giảng đường này, là hơn 2.000 cuộc đời khác nhau. Các con thấy, và 5 năm, 10 năm nữa các con gặp nhau thấy khác nhau. Cũng giống như Thầy cũng thế. Và Thầy rất nhiều bạn, ai biết đâu cuộc đời Thầy bây giờ lại là một nhà sư. Và ngày xưa Thầy học với các bạn thế, Thầy học rất giỏi, trong lớp rất giỏi. Và các bạn Thầy nghĩ Thầy sẽ trở thành một ông tiến sĩ. Cái thuở của các Thầy là thích ông tiến sĩ lắm. Cho nên rằm Trung Thu là mẹ toàn mua ông tiến sĩ về. Thầy rất thích ông tiến sĩ, thích được ngồi như ông tiến sĩ. Tiến sĩ Trạng Nguyên ngày xưa ngồi là ngồi trong cái cung thế. Bây giờ không biết là người ta còn làm cái ông tiến sĩ nữa. Thầy thích lắm. Ai cũng nghĩ tưởng là Thầy sau này làm ông tiến sĩ chứ. Hóa ra Thầy lại là một nhà sư. Nhưng Thầy lại thấy là một nhà sư như Thầy lại ý nghĩa hơn cả ông tiến sĩ. Vì Thầy thấy Thầy được làm chủ. Cuộc đời Thầy do chính Thầy sáng tạo nên. Do chính Thầy sáng tạo nên. Thầy là người chủ biên kịch bản của cuộc đời mình. Đấy, cái đó là cái Thầy thấy sướng hơn ông tiến sĩ. Sướng ông tiến sĩ. Đó. Thế thì Thầy cũng thế, rất mong tất cả các con nghèo sẽ là chủ nhân để sáng tạo cuộc đời mình. Và các con sáng tạo làm sao cuộc đời của các con đó, nó đi theo cái hướng tốt đẹp, tươi sáng. Nghe. Chứ mình không thể vẽ cuộc đời mình một bức tranh u ám được. Nghe. Bức tranh có u ám, không nên như thế. Hơn 2.000 đứa tụi con đây, 5 năm, 10 năm nữa phải vẽ cho Thầy thấy bức tranh cuộc đời thật sáng, thật tươi. Thì cái đất nước này, cái dân tộc này của mình nó mới tươi sáng được. Và nó bắt đầu từ ngày hôm nay của các con đấy. Từ ngày hôm nay. Thế thì Đạo Phật đưa ra cái phương pháp để hướng dẫn con người sáng tạo cuộc đời, làm chủ vận mệnh, số mệnh của mình. Các con ạ, đây là cái mà giá trị của Đạo Phật. Đức Phật biết rằng quả thật con người ta có thể tự mình sáng tạo được cuộc đời cơ mà. Những ai có quan niệm đời mình có số định sẵn, Thầy muốn các con hôm nay từ bỏ quan điểm đó, không dính mắc vào quan điểm đấy. Dính mắc quan điểm đấy, Đạo Phật cũng gọi là thường kiến, chấp thường. Các con từ bỏ quan điểm đấy, mà các con hãy đi theo quan điểm cuộc đời chúng ta do chính chúng ta sáng tạo. Số phận của mình do mình sáng tạo, thì như vậy là nó không có định sẵn. Nghe không? Không có định sẵn. Nếu chúng ta có sáng tạo thì nó không có là định sẵn. Chúng ta có rèn luyện, nó không có định sẵn. Thầy không muốn tất cả các con đây lại rơi vào quan niệm là cuộc đời định sẵn cho mình rồi, cứ thế mà thôi. Cái quan niệm đấy rất sai lầm, nguy hiểm, không giúp cho mình tiến bộ, không giúp cho xã hội tiến bộ được. Các con hãy quan điểm mình là chủ nhân sáng tạo cuộc đời. Cho nên Thầy rất thích người Nga, người ta có cái câu đấy, một câu mà Thầy nhớ mãi, hồi Thầy học tiếng Nga, Buduse Verukas, tức là Buduse là tương lai, cái chữ ver là nằm trong, Rukas là đôi tay của chúng ta. Tương lai nằm trong tay của chúng ta. Người Nga người ta rút ra được, không biết người ta có học Phật không, người ta rút ra được cái câu này.
Tương lai nằm trong tay chúng ta. Còn nói đùa hơn là bàn tay và khối óc của các con làm lên tương lai của các con đấy. Bàn tay, khối óc và thêm cái nữa là trái tim. Ba cái này là đủ đấy con ạ. Khối óc, trái tim và bàn tay là làm lên số phận tốt đẹp cho chính mình. Tại sao người ta phải nói khối óc với trái tim con ạ? Vì nhiều khi chỉ khối óc không á, nó chỉ có lý trí, nó thuần lý trí cũng không hạnh phúc đâu con ạ. Cái người mà sống thuần lý trí không có hạnh phúc nhiều, khô khan, lạnh lùng. Cho nên phải có một trái tim. Các con hiểu không? Phải có một trái tim. Đấy. Nhưng mà người mà chỉ có trái tim không, không có cái đầu, không có lý trí thì dễ mù quáng. Cho nên là khối óc, trái tim và bàn tay. Bàn tay là thể hiện cho hành động. Có khối óc, có trái tim và phải biến thành hành động thì các con mới chuyển hóa được số phận của mình, mới làm chủ số phận vận mệnh của mình. Ba cái này không thể thiếu con ạ. Không thể thiếu. Ông trời ông sinh ra chúng ta cái thân nó đầy đủ, khối óc, trái tim, bàn tay. Đấy là sức mạnh của con người. Thầy rất mong là các con nắm được ba cái chỗ này. Một trái tim thật khỏe, thật nồng nàn. Một khối óc thật sáng suốt. Và một bàn tay thật mạnh mẽ. Đấy, các con có ba cái này rèn cho thầy. Thì mình sẽ làm chủ cuộc đời mình. Như vậy là tất cả các con đều hiểu được rồi. Và thầy muốn các con đồng cảm với thầy, cùng quan điểm chúng ta sẽ tập làm chủ số phận của mình, thay đổi vận mệnh của mình. Vậy thì làm chủ số phận của mình, thay đổi vận mệnh của mình như thế nào? Các con biết ai cũng chỉ có một cái thân thể này thôi, một cái đầu, một trái tim và bàn tay. Vậy thì sự sáng tạo nó phải từ nơi thân thể chúng ta. Số phận này từ thân chúng ta tạo ra. Từ thân này. Thì muốn làm chủ được số phận, làm chủ vận mệnh, thì các con phải làm chủ gì? Làm chủ bản thân. Nhớ chưa nào? Muốn làm chủ số phận của mình phải làm chủ bản thân của mình. Đấy. Không biết bây giờ trong môn triết học với chính trị học các con có cái bài làm chủ bản thân không? Có không con? Ngày xưa thầy nhớ thầy học là có cái bài làm chủ bản thân ấy. Thì làm chủ bản thân là một cái điều tối quan trọng. Không làm chủ được cái bản thân mình thì làm sao làm chủ được tương lai số phận của mình? Các con hiểu không? Cho nên làm chủ bản thân là một việc cực kỳ quan trọng để chúng ta làm chủ số phận cuộc đời của mình. Y như các con lái xe, cái xe là thân của các con đấy. Các con lái nhảy lên xe lái xe mà không làm chủ được tốc độ, không làm chủ được các tình huống thì gây ra gì? Tai nạn. Đấy, cho nên cỗ xe cuộc đời là chúng ta đấy. Các con phải làm chủ. Khi mình đi trên đường mình phải làm chủ được cái xe. Và muốn rẽ trái thì trái, rẽ phải thì phải. Rồi các cái tình huống xảy ra mình phải biết, mình làm chủ. Thì như vậy các con sẽ lái cái xe của con đi trên đường an toàn và đến được đích. Đến được đích. Thế còn mình không làm chủ được, còn lỡ ngỡ nhầm chân phanh với chân ga. Thấy đã có nhiều người lái xe nhầm chân ga là chân phanh đấy. Đáng nhẽ thì phải phanh thì lại dấn ga. Cho nên là không làm chủ. Không làm chủ cho nên tai nạn. Mà tai nạn rồi thì các con thấy rất là đau thương, mất mát. Có khi mất cả mạng. Đó.
Vậy thì như vậy các con thấy cái việc làm chủ bản thân nó quan trọng đến như thế nào? Vậy làm sao để mình làm chủ được bản thân này các con? Đây Thầy nói ví dụ, các con muốn ngồi thì là mình ngồi, muốn đứng là mình đứng, muốn đi là mình đi. Nhưng có những lúc mình muốn ngồi lại không ngồi được, muốn đứng, đứng dậy thì chênh choáng, lại ngã. Đấy là không làm chủ. Muốn ngủ lại không ngủ được, muốn nằm ngủ mà đầu nó cứ nghĩ vẩn vơ, mắt nó cứ trong trong lên, không ngủ được. Đấy là không làm chủ được bản thân đấy các con ạ. Rất là khổ. Muốn nói thế này mà lại không nói ra được. Đang cái lúc giao tiếp mình cần phải nói câu này để cho người ta thông cảm với mình thì mình nói ra một cái câu rất dở hơi. Đúng không ạ? Cắt đứt mối quan hệ. Nhất là sau này các con đi làm ăn, giao dịch. Giao dịch rất quan trọng. Các con muốn nói cái lời này mà lại không nói ra được. Và làm sao lúc ý nó lại ấp úng. Nghe không? Thế là mất cơ hội. Đấy là mình không làm chủ đấy. Không làm chủ. Cái tình huống này đáng nhẽ mình phải ứng xử thế này, mình lại không ứng xử được như thế. Không vượt qua được những các cái mặc cảm. Thế là hỏng mất cơ hội. Anh nói ví dụ thế. Bạn gái muốn về nhà bạn trai ra mắt bố mẹ chẳng hạn. Đáng nhẽ mình phải nói thế này, thế lại không nói được, lại cứ ngậm mặt thị, không làm chủ được, mất điểm. Bạn trai về nhà bạn gái cũng thế, nó rất nhiều cái. Còn như vậy, cái vấn đề chúng ta phải học làm chủ, phải tập làm chủ là vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Đáng nhẽ gặp ông giám đốc, ông sếp, mình phải nói câu này, không nói được. Định nói một câu, đến nhà người ta chia buồn thì mình lại chia vui. Đến nhà người ta có đám tang, hôm nay đám tang nhà bác đông vui quá. Nhiều vòng hoa vui, đông vui thế. Thế là mất điểm rồi. Đây Thầy nói các con là mình không làm chủ được thân tâm của mình là cái mà thất bại đấy. Cho nên để làm chủ số phận các con nhé, là chúng ta phải tập làm chủ bản thân. Các con có đồng ý quan điểm này với Thầy không? Các con nhớ khi mình lọt lòng mẹ, các con biết đâu, phải tập đi, đúng không? Tập mãi, tập cả năm trời mới biết đi. Và Thầy nhớ có khi còn hỏi là con ơi, mắt đâu nó lại sờ xuống rốn, nghe không? Tức là mình có biết thân mình thế nào đâu. Cho nên là mãi mới làm quen với cái thân thể của mình. Mất mấy năm trời mới biết đâu là mắt, đâu là miệng, đâu là rốn. Nó phải làm quen rồi mới biết làm chủ. Nghe không? Lái xe cũng thế, phải đi học, tập lái, biết lái rành rồi mới làm chủ được xe. Vậy thì để chúng ta làm chủ được số phận, biết rằng cuộc đời không phải là có một số phận định sẵn. Chúng ta phải làm chủ số phận chúng ta. Thì chúng ta làm thế nào? Muốn làm chủ số phận, chúng ta phải làm chủ bản thân của chúng ta. Các con ạ, phải làm chủ bản thân rất là quan trọng. Bây giờ biết bao nhiêu những các cái tội phạm xảy ra các con ạ, là do chúng ta đều không làm chủ được. Bực lên một cái là chúng ta có thể đánh nhau, đâm chém nhau. Đấy, Thầy đi ra đường, Thầy thấy các thanh niên mà va chạm, Thầy rất là sợ, Thầy rất là lo. Vì cái sự kiềm chế của các con bây giờ rất yếu, rất là yếu, không được rèn luyện để làm chủ bản thân. Cho nên xảy ra rất nhiều chuyện, trong nhà cũng thế, xảy va chạm, ra ngoài đường, ra xã hội cũng va chạm, trong lớp, trong ký túc xá cũng thế, va chạm. Một câu nói thôi, mình không nhẫn được là sinh ra chuyện, rồi đổ vỡ, rồi ác hại nhau. Đấy là cái không làm chủ đấy các con ạ. Cho nên Thầy thấy cái việc làm chủ bản thân là vô cùng quan trọng các con, đối với tất cả mỗi chúng ta. Nó liên quan trực tiếp đến vận mệnh cuộc đời của chúng ta. Các con muốn sướng hay khổ đều phải từ cái làm chủ này.
thành công hay thất bại là từ cái làm chủ đấy đấy. Thầy tin rằng tất cả hơn 2.000 đứa tụi con ở đây, đứa nào cũng muốn trở thành người thành công, vào lĩnh vực nào mình cũng thành công trong lĩnh vực đó. Thế thì mình phải làm chủ, các con phải học và tập làm chủ bản thân mình. Làm chủ bản thân mình, ta biết đứng, biết đi, biết ngồi, giơ chân, giơ tay rồi, đấy là làm chủ được một phần. Nhưng bây giờ còn phải làm chủ sâu sắc hơn nữa con ạ. Vậy cái thân thể này, cái gì lại là chi phối cái thân thể này? Đó. Thân thể này sáng tạo ra số phận của mình. À, hành vi của mình, ứng xử của mình sáng tạo ra số phận của mình. Vậy cái gì cực kỳ quan trọng đối với thân thể này? Đó chính là tâm của các con. Tâm của các con mới là chủ nhân của thân thể này đấy. Cho nên vừa nãy Thầy ví dụ thân thể của các con như cái xe, như cái xe ô tô đi. Xe ô tô là thân thể của các con, mà cái ông chủ là cái người, người lái xe đấy. Người lái xe rất quan trọng. Cái xe dù tốt dù đẹp đến mấy, phải không? Vào một chàng trai thật là cao to vạm vỡ, hot boy, lực sĩ đi, nhưng mà một cái tâm không ra gì thì cũng vô giá trị. Cái xe đấy có thể gây tai nạn cho người, đúng không? Gây khổ cho người. Nếu mà cái anh lái xe không ra gì, dù là xe rất tốt, người lái không ra gì, không biết làm chủ, thì cái xe đấy gây tai nạn, gây đau khổ cho người khác, cho mình. Cũng thế, một cái thân thể này dù cường tráng khỏe mạnh đến đâu, tốt đẹp xinh đẹp đến mấy, mà một cái tâm hồn không ra gì thì cũng vô giá trị. Cho nên Thầy thấy bây giờ hoa hậu người ta thi, người ta không phải chỉ thi hình thể, đúng không con, mà còn thi cả ứng xử, người ta còn kiểm tra cả nhân cách nữa cơ. Cô này mà tiền thân không ra gì, phải không? Từng làm những cái nghề thấp kém, mặc dù có nhan sắc mà đi theo họ chưa chắc đã được. Ứng xử không có trí tuệ, không có tâm hồn, chưa chắc đã được. Đấy, cái này là ở thế gian người ta đã thấy rồi. Thế cho nên ấy, bây giờ lại quay lại vấn đề, thân thể các con tạo ra số phận. Nhưng mà thân thể này là do cái gì? Do tâm hồn của các con. Cho nên bây giờ quay lại là làm chủ bản thân này chính là làm chủ gì? Làm chủ tâm của mình các con ạ. Đây, bây giờ lại vấn đề lại đi sâu vào. Làm chủ bản thân là phải quay về làm chủ tâm tính của mình đây này. Tâm tính của mình ra sao mới là vấn đề tối yếu nhất, trọng tâm nhất đấy. Chân kinh Phật thì Đức Phật có dạy thế này các con ạ. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Đấy. Tâm dẫn đầu các pháp là dẫn đầu mọi chuyện. Nhá. Tâm làm chủ tâm tạo. Các con cố gắng nghe và thuộc cho Thầy luôn bài này. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm, tâm ô nhiễm là tâm xấu xa, tâm nhơ bẩn đấy, đen tối, ác độc, đấy gọi là tâm ô nhiễm. Nếu với tâm ô nhiễm thì nói lên hay hành động, từ cái tâm ấy ra lời gọi là nói lên, ra tay gọi là hành động, thì sẽ khổ não bước theo sau, đau khổ sẽ đi theo ngay sau các con, như là cái xe đi theo con vật nó kéo vậy, con bò nó kéo vậy đấy, như xe theo vật kéo. Đấy, các con học thuộc cho Thầy. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm nói lên hay hành động,
khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Đấy là cái vế thứ nhất. Vế thứ hai, Phật này cũng dạy tâm cũng dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm thiện lành nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng chẳng rời hình. Từ một cái tâm thiện lành, các con nói hay các con làm, nó đều có cái kết quả tốt đẹp đi theo sau. Và các con phải biết rằng trong vũ trụ này không có một cái gì là vô nhân vô duyên. Đã gieo nhân, thể nào cũng phải có quả. Đã gieo ý nghĩ sẽ phải có hành động các con ạ. Đó. Và có kết quả. Đấy là luật nhân quả, không thể sai chạy. Vậy thì bây giờ các con á, quay về làm chủ tâm mình để làm chủ được cái thân này. Tâm làm chủ được thì thân mới làm chủ được. Tâm không làm chủ được thì thân này là vô chủ. Như người lái xe không tự chủ thì cái xe đấy sẽ gây tai nạn. Vậy bây giờ cái vấn đề quản trị tâm hồn, các con hay dùng từ quản trị hay thầy gọi là quản lý. Quản lý và điều trị cái tâm của chúng ta là khẩn thiết đấy các con ạ. Vô cùng khẩn thiết, cấp bách, việc rất là khẩn thiết. Đó. Thì đối với Đạo Phật, Đức Phật dạy muốn làm chủ tâm, các con cũng phải rèn luyện. Làm chủ tâm các con phải thực tập trong các hoàn cảnh, và nhất là nghịch cảnh. Cho nên các con thấy tại sao đa phần những người ở trong hoàn cảnh khó khăn thì người ta thường sau này thành đạt. Các con thấy không? Ở đây có bạn nào ở Nghệ An, Hà Tĩnh không? Ở đấy. Thường cái vùng đất khó khăn ấy, rất nghèo, rất khổ, rất thiên tai, hay sinh ra những người giỏi, những người thành đạt. Vì đấy người ta nghịch cảnh rất nhiều. Còn nếu các con mà chọn cái thuận cảnh không ấy, thì mình khó thành tựu được lắm. Cho nên tới đây các con tốt nghiệp ra trường, đừng vội cứ chọn cho mình ngay cái chỗ thật tốt đẹp. Có khi từ một cái chỗ rất khó khăn mà từ đấy mình lại vươn lên, mình có bản lĩnh sống. Thầy đã từng gặp nhiều bạn cha mẹ lo cho vào những chỗ rất tốt đẹp, sau đó chính bạn ấy lại hỏng mất, là vì không có môi trường để luyện tâm mình. Không có môi trường. Cho nên thanh niên, sinh viên các con không ngại khó. Chính khó là cái môi trường để luyện tâm mình. À, có khi phải ăn bánh mì khô mà đi làm, phải đi bộ mà đi làm. Thầy có một anh bạn, bây giờ là một tiến sĩ của trường Đại học Luật. Nhưng mà cái cuộc sống của anh đấy đúng là một sự rèn luyện. Và thực sự thầy rất trân trọng. Rất trân trọng. Một cái sự vượt khó thật sự mà làm nên. Đấy. Thế vậy thì các con bây giờ muốn luyện tâm thì phải sẵn sàng. Ở đây thầy không nói là phải đi chọn cảnh khổ đâu, mà sẵn sàng nhé, chấp nhận nghịch cảnh. Thầy đảm bảo với hơn 2.000 bạn đây ra, các con ra trường không phải bạn nào cũng được thuận duyên đâu. Và kiếm mãi có thể không ra việc làm, phải đi rửa bát thuê, phải đi làm phu hồ xây dựng. Nhưng mà các con mà khéo biết luyện tâm thì tất cả mọi cái đều có giá trị hết. Các con nhớ như thế, đều có giá trị hết đấy. Đó. Đều giúp cho các con được một cái tâm được tôi luyện thì các con mới làm chủ. Nếu các con chỉ chọn thuận cảnh, thuận duyên thì sẽ khó có thể có được một cái tâm tốt đẹp. Làm sao trong nghịch cảnh mà các con vẫn vươn lên được,
vẫn đứng vững được thì đấy là các con khẳng định bản lĩnh của mình. Đó. Giống như cái cây, muốn biết nó khỏe hay không phải đứng trước gió, trước sóng mới biết được nó khỏe hay không, mà rễ nó có bám chắc hay không, là cái chỗ này đấy. Thế cho nên các con nhớ, đối với Đạo Phật thì không sợ khó, không sợ nghịch cảnh. Khó khăn nghịch cảnh chính là cái duyên tốt để cho mình được rèn luyện, được tôi luyện tâm mình. Một cái tâm được tôi luyện thì các con mới có sức tự chủ và làm chủ. Nghe không? Dù là con trai hay dù là con gái, các con đều phải xác định cái điều này. Đó. Khi các con làm chủ được tâm mình rồi thì các con mới làm chủ được thân mình. Làm chủ được thân mình, các con sẽ làm chủ vận mệnh của mình, sáng tạo được. Thầy đã tiếp xúc với rất nhiều thành phần trong xã hội. Có những người thành đạt mà họ từ là một cô gái nhà quê vất vả lam lũ. Thế rồi người ta phấn đấu, người ta vươn lên. Các con chắc là được nghe nhiều những câu chuyện như thế đấy. Nhờ? Thế thì nghe, nhưng mình phải ứng dụng vào cuộc đời của mình. Ứng dụng vào cuộc đời của mình. Chứ nghe để đấy thì chỉ là câu chuyện. Nghe mà ứng dụng ngay vào đời sống của mình. Các con ạ. Đấy. Thế ở chùa thầy trước đây có một thầy, tính thầy rất là nóng nảy. Thì thầy bảo thầy là con hãy phát nguyện, cầu xin mỗi ngày có những người sẽ mắng chửi phì nhổ vào mặt con. Ít nhất có một người. Vì tính thầy hay nóng lắm. Thầy bảo con phát nguyện. Thì con mới tu được cái tâm bớt nóng này đi, nhẫn nhục đi. Đúng là khi thầy phát nguyện xong thì liên tục, ngày nào không có ông đến, ông trêu chọc, ông làm cho rất khó chịu. Rất khó chịu. Thế và đến lúc là khó chịu quá, thế lên bạch thầy con không thể chịu nổi nữa. Thế thầy bảo thế con quên mất rồi, chính con phát nguyện là xin là mỗi ngày có những người đến làm cho con nghịch ý con, làm khổ con thì con phải, thế người ta đến thì con phải cảm ơn, đây là đúng duyên rồi, con xin được thế còn gì nữa. Nghe không? Đó. Thế lúc cái thầy mới tỉnh ra. Thế cho nên các con nhớ là khi chúng ta khéo ấy, cho nên các con hãy quan niệm cuộc đời chính là một cái trường học rất hay để cho các con học. Nghe không? Cái gì cũng thế, ta rút ra được bài học rất hay, rất lợi ích. Nhé. Như vậy các con thấy được cái vấn đề rèn luyện tâm chưa nào? Làm chủ tâm là tối quan trọng để làm chủ bản thân. Làm chủ bản thân thì sẽ làm chủ được vận mệnh của mình. Đó. Thì Thầy xin cung cấp trong Kinh Phật dạy một số cái thôi. Hôm nay thời gian nó không dài, để cho các con sẽ có những cái tốt đẹp. Thì nó theo nhân, theo quả. Tâm các con được điều luyện, được tu tập thì các con sẽ có những cái nhân quả tốt. Các con bạn gái thì bạn nào cũng thích mình được xinh đẹp, đúng không? Bạn có thể bây giờ chưa được đẹp lắm, mà tương lai mình cũng sẽ xinh đẹp. Thế thì chúng ta phải biết cái nào mà khiến cho chúng ta không xinh đẹp, cái nào khiến cho chúng ta được xinh đẹp. Đây trong Kinh Phật dạy có nhân và có quả, mà từ cái tâm của chúng ta đây này. Nếu cái tâm chúng ta khởi những cái tâm như thế này, ta sẽ bị xấu xí này. Phật dạy có 10 cái nhân ở nơi tâm khiến chúng ta bị quả báo xấu xí. Một là tâm hay khởi bực bội sân giận. Nhá. Bạn nào hay bực bội hay sân giận là sẽ xấu xí đấy. Nhá. Hai là thích nuôi dưỡng cái lòng oán hận. Bực ai giận ai là muốn nuôi cho nó thật lâu. À, giận này là giận suốt đời. Chưa xong chết mang xuống mồ giận tiếp. Thì các con sẽ xấu đấy. Bạn nào bây giờ mà có ý tưởng đấy thì phải bỏ đi. Đấy. Thứ ba là làm mê hoặc để lừa gạt người. Nhá. Các con dùng cái nhan sắc của mình để mê hoặc người khác. Hiểu không? Cái này là cái vấn đề thế này. Để mê hoặc mà để lừa gạt người ta. Nhé, chứ còn không, thầy không nói là dùng nhan sắc để cho mọi người được thấy mình xinh đẹp, không nói, nhưng mà để mê hoặc lừa gạt người ta. Nhá.
con gái thì đa phần dùng nhan sắc, nhưng mà nó dùng để mê hoặc, để lừa người, nghe không? Đấy. Thầy lấy ví dụ hôm nay mình kẻ cái lông mày kiểu này này, để cho anh là phải đổ với kiểu này này, nghe không? Chấm cái nốt ruồi chỗ này này để cho anh phải chết về cái này này, nghe không? Đấy. Nhiều lắm, thầy biết con gái cũng lắm chuyện lắm. Mình đến gặp anh mình phải cười kiểu này này, đấy, nhiều trò. Thế nên đấy là mê hoặc, nhưng mà tất nhiên thầy không nói cái đấy là xấu. Đối với người yêu không xấu, nhưng mà mê hoặc xong để lừa gạt người ta, nhá. Các con đối với bạn trai với người yêu thì cái chuyện đấy làm đẹp không phải là xấu, nhưng mà dùng sắc đẹp để lừa gạt người khác, nhá, thì cái đó sẽ bị quả báo xấu. Đấy. Thứ tư là não hại chúng sinh. Mình não hại hay làm cho mọi người phiền não. Sống trong tập thể, trong đâu cũng thế, mình hay làm cho mọi người phiền não, hay làm cho mọi người khó chịu, thì mình cũng bị xấu xí. Tại sao? Mình làm cho mọi người nhìn thấy mình khó chịu với mình. Mình đẹp trong mắt ai? Đẹp trong mắt mọi người. Các con nhớ như thế, có phải không? Mình đẹp là đẹp trong con mắt của mọi người. Mọi người nhìn thấy mình đẹp là mình đẹp. Các con hiểu chưa nào? Đấy. Mọi người nhìn thấy mình đẹp. Chứ còn bây giờ mình có là hoa hậu, nhưng trong mắt mọi người ta nhìn, người ta thấy mình rất xấu, mình cũng không đẹp. Cho nên đẹp là đẹp ở trong mắt của người khác, chứ không phải đẹp ở đâu đâu. Nghe không? Thầy nói thế. Đây thầy nói với cô Thị Nở, rất đẹp trong mắt của Chí Phèo. Các con thấy không? Chí Phèo đảm bảo, thầy nói cho cô hoa hậu, cho Chí Phèo, không bao giờ Chí Phèo nhận đâu, mà chỉ nhận Thị Nở thôi. Thị Nở mới là đẹp với Chí Phèo, chứ hoa hậu không phải là đẹp với Chí Phèo. Để các con thấy là đẹp trong mắt của người khác, không phải mình làm đẹp là đẹp với mình đâu. Nghe không? Các con biết rõ cái nguyên lý của làm đẹp trong người khác. Vậy thì các con phải làm sao? Mình đẹp trong mắt của mọi người. À. Cái người mà mọi người đã yêu quý thì có xấu, có, thầy nói là có vẩu một chút, phải không? Hay là có lác một chút, người ta vẫn thấy đẹp. Trong mọi người đã yêu quý thì đã thấy đẹp hết. Thế cho nên mình sống trong môi trường, ở đây cái này không phải chỉ bạn gái đâu, các bạn trai cũng thế. Sống trong môi trường mà mình làm cho mọi người yêu quý mình, thân thiện với mình là mình sẽ đẹp. Còn làm cho mọi người ghét mình, xa lánh mình sinh phiền não cho mọi người thì mình sẽ xấu đi đấy. Đấy là nhân quả đấy. Thứ năm là không yêu kính cha mẹ. Ai không yêu kính cha mẹ, người ấy sẽ không được đẹp đẽ. Yêu kính hiếu thảo cha mẹ, người ấy sẽ đẹp. Mà các con biết tại sao? Từ cái tâm hồn đấy, cái tâm của người con hiếu thảo, yêu kính cha mẹ, nó sẽ làm nên cái đẹp cho người này. Các con cứ để ý mà xem người nào bất hiếu với mẹ, với cha, cái nét mặt nhìn sau sẽ rất rất khác. Nghe không? Mặt nó lạnh tanh, mặt nó không có tình, nhìn vào người ta không thấy ưa, không thấy quý. Chứ người nào mà nhân hậu yêu thương cha mẹ, cái tâm ấy, cái hồn ấy sẽ làm cho người ta đẹp. Thầy cũng nói các bạn gái đến thế. Sau này có chọn bạn trai, phải chọn anh nào có hiếu với cha mẹ. Anh mà bất hiếu với cha mẹ, không biết thương yêu cha mẹ, tránh xa. Nhưng anh ấy thì không thể nào tốt với mình được đâu. Nghe không? Thầy nói thật đấy. Các con chọn bạn là thế. Nghe không? Anh ấy mà xem cha mẹ trả ra gì, không kính trọng cha mẹ, sẵn sàng vì mình bỏ cha mẹ thì thôi, đừng đến với anh ấy. Sẽ có ngày anh bỏ mình đấy. Nhá. Cứ thử xem, bảo anh ơi giờ thế này, em phải đi đây, nhưng mà anh có dám bỏ cha mẹ anh đi với em không? Anh bảo có, thôi ngay, cắt anh luôn. Nhá, để thầy bày cho các con. Anh ấy là không tốt. Em nhớ vậy đấy. Chọn bạn, cái người tao hiếu với cha mẹ, người bạn ấy sẽ là người tốt, sẽ là người tốt. Thứ sáu là những người không cung kính với các bậc hiền thánh. Các bậc hiền thánh ở đây là ai? Thầy lấy ví dụ là các bậc thánh nhân, ví dụ Phật, Bồ Tát, cho đến kể cả các thầy là những người xuất gia, là đang đi trên con đường của các bậc hiền thánh.
Các thầy thì chưa phải là hiền thánh nhưng mà đang đi trên con đường. Thế nếu các con thấy các bậc xuất gia, nghe không? Các thầy xuất gia, mình khởi tâm cung kính, kính trọng nên đến chùa chắp tay, con chào thầy ạ, nghe không? A Di Đà Phật, con chào thầy ạ, mình cũng sẽ đẹp lên. Đấy. Sinh được tâm cung kính với các bậc hiền thánh, mình sẽ đẹp lên. Ở đây thầy nói đẹp á, không phải chỉ con gái mới thích đẹp đâu, con trai cũng cần phải đẹp. Con nhớ là Đức Phật là một trong những người đẹp, rất đẹp, 32 tướng tốt. À, đương nhiên thầy đấy, thầy tin rằng tất cả các con ở đây, mấy đứa trai đứa nào cũng thích mình giống như tài tử Hàn Quốc ấy. Ai mà không mong? Bố mẹ đẻ ra mình mà mình đẹp, bố mẹ cũng hạnh phúc chứ. Thế thì cái đẹp đây này thầy nói là cái đẹp là từ cái tâm mình đã. Các con bây giờ bắt đầu từ tâm mình, bắt đầu mình tu dưỡng những cái này, nó sẽ đẹp lên. Nghe không? Đẹp lên. Đấy. Cung kính các bậc hiền thánh sẽ đẹp. Thứ bảy, nếu ai mà chiếm đoạt ruộng vườn, tài sản của các bậc hiền thánh thì sẽ bị xấu xí. Nghĩa là sao? Thầy nói cụ thể. Ví dụ, đến chùa, đến đình, đến miếu ăn trộm đồ vật của chùa, đình, miếu thì người này sẽ bị xấu xí. Nhá. Cái này là thầy nói với các bạn trai nhiều. Cái tính hay ăn trộm, hay ăn cắp vặt. Bạn trai thì hay như thế hơn bạn gái. Hồi chừa, lấy của chùa, lấy của đình, của miếu, của đền, của các bậc hiền thánh là sau này quả báo rất xấu. À, mặt đang đẹp tự nhiên đi bị ngã phát, thế là sứt hết mặt luôn, thành vết sẹo dài, thế là hết đẹp luôn. Đấy, quả báo. Tám là trộm lấy đèn sáng ở nơi chùa thờ Phật. Đấy, ở nơi chùa thờ Phật có những cái đèn sáng, ví dụ những cái đèn điện rất đẹp. Ở đây mình đến mình ăn trộm, mình đem đi bán, lấy tiền để ăn chơi, để hút chích chẳng hạn. Wow. Gọi là lấy mất ánh sáng ở nơi điện, điện Phật, mình cũng bị quả báo xấu. Thứ chín là hủy báng khinh chê khi thấy người xấu xí. Nghe? Cái này là các bạn gái. Thấy ai xấu xí mình hay khinh chê, bĩu môi, nghe? Phủi tay. Ôi, con này xấu lắm, đi ra không rồi, bẩn người tao, ví dụ thế. Các con mà có nhan sắc một chút là hay khinh những người xấu xí hơn mình. Nghe? Phải bỏ cái tâm này nhé. Bỏ cái tâm này. Cái tâm này cũng sẽ dẫn mình đến lúc có ngày mình xấu xí. Thấy ai xấu mình đáng nhẽ phải thương, mình đẹp hơn người ta mình phải thương, mình thấy thương cho người bạn đấy, người ta bất hạnh. Nghe không? Cái người xấu xí người ta khổ lắm các con ạ. Trong tâm người ta rất buồn khổ, khi mỗi khi soi gương là người ta rất khổ chứ. Đúng không? Các con soi gương thấy mặt mình nó đẹp đẽ, mình vất vui thế nào, thì cái người soi gương mà thấy mặt mình xấu xí, người ta khổ lắm chứ. Rất khổ, mình phải thông cảm được cái đấy. Cái người này thiệt thòi, người ta thiếu phúc duyên, người ta chưa được xinh đẹp. Các con phải làm sao khởi được cái tâm cầu mong cho tất cả chị em các bạn đều xinh đẹp. Nha. Thì mình mới được, không bao giờ mình ghen tức với ai khi người ta đẹp hơn mình. Nha. Tính con gái là hay ghen hay tức đó. Thấy ai đẹp hơn mình là mình rất khó chịu. Nha. Rất khó chịu, cái đấy là cái xấu. Cái đấy là cái xấu. Cái ấy sẽ làm cho mình xấu xí đi đấy. Nghe không? Xấu xí đi. Xấu xí đi. Đấy là điều thứ 9. Cái thứ 10 làm cho chúng ta xấu đi là chúng ta hay huân tập các việc làm ác. Huân tập các việc làm ác nghĩa là gì? Nghĩa là các con toàn tập theo cái thói xấu thôi. Cái hay, cái đẹp không tập, toàn tập cái xấu thôi. Nghe không? Đấy, thầy kể câu chuyện ở quê thầy ngày xưa đấy. Có cái bà này không học cái hay, đi học một cái gì các con biết không? Học chửi nhau các con ạ. Đấy. Vì ở cái xóm nhà thầy có một bà chửi, gọi là chửi từ sáng đến tối được. Bà mất một con gà là bà chửi từ sáng đến tối, xong ngày mai ăn cơm lại chửi tiếp. Bà chửi là có bài, có bản, các con hiểu không? Có bài, có bản. Chửi từ gần đến xa, chửi từ thấp lên cao, từ trên trời chui xuống dưới đất.
chửi đào mồ bới mả đủ hết. Thế là có bài, thế thì cái bà kia là ở xóm bên tính là sang học bà này cách chửi, học chửi luôn, chửi cho ai đó là phải chui ra khỏi nhà chứ không thể ở trong nhà mà chịu được. Đấy là gọi là học cái xấu con ạ. Nha. Cái người cứ học cái xấu thì người này sẽ xấu, huân tập cái xấu sẽ xấu. Cho nên bây giờ thanh niên các con thường có một số cái, ví dụ như là có những cái từ ngữ dùng bây giờ nó không hay, các con tập bỏ đi. Những cái từ nó rất là thô, nên bỏ, nghe không? Nên bỏ. Nhớ những cái từ nói năng trong giao tiếp này này, thầy có nghe những cái từ nó không hay, các con bỏ đi. Mình phải là người ăn nói lịch sự. Đây thầy nói thật, các con đi xin việc ấy, vào mà ông giám đốc ông tuyển người thấy con ăn nói lịch sự, tự nhiên ta khác ngay. Phong cách của mình ấy, thân thể của mình, phong cách cách ngồi mà lôi thôi, ta biết anh này không làm được việc. Đi đứng vào lúng túng là anh này không làm được việc. Thế thì muốn như thế mình phải đàng hoàng. Từ ăn nói, từ tư cách tác phong mình phải đàng hoàng. Các con phải rèn từ bây giờ. Mà rèn từ bây giờ phải rèn từ tâm của mình. Cái tâm của mình nó phải thật là lành mạnh, thật đàng hoàng thì mới ra cái thân đàng hoàng được. Đấy, cho nên người ta gọi là học ăn, học nói, học ngồi là thế đấy. Học ăn, học nói, học cười đấy các con ạ. Không phải đơn giản đâu. Tất cả cái này phải học. Các cụ nhà mình ngày xưa dạy hết rồi đấy. Học ăn này, học nói này, học gói này, học mở này. Ăn thì trông nồi, ngồi thì trông hướng này. À. Đấy, những cái gia phong lễ phép ấy không thừa một chút nào. Thầy ngày xưa, thầy mà đi xin việc, thầy biết là ở đâu người ta cũng rất hoan hỉ. Vì mình rất đàng hoàng. Các con cũng phải thế. Bây giờ mà mình cứ tập theo những cái thói xấu, ăn nói thì bỗ bã, bậy bạ, phong cách thì lôi thôi, à, bạ đâu nằm đấy, người nó nhìn nó không có oai nghi. Nhá, các con đi đâu cũng thế, người ấy khó thành đạt. Phải rèn từ bây giờ đấy. Cho nên cái này là cái bị quả báo xấu. Nhá, bị quả báo xấu. Ngược lại, làm những điều này thì sẽ được đẹp đẽ. Thầy nói cái phần này để các con nghe và thực hiện. Thứ nhất là tâm không bực bội, sân giận. Nhé. Ít bực bội, cái người thường vui vẻ, niềm nở là một. Đấy là phải tâm đấy. Thứ hai là bố thí áo quần cho những người nghèo khổ. Bây giờ các con có thể chưa có, sau này có điều kiện. Những người ăn mày ăn xin, à, các trẻ mồ côi, các con có thể bố thí áo quần và cho người ta. Thứ ba là yêu kính cha mẹ. Nhớ, ai chưa yêu kính cha mẹ nhiều, bây giờ phải tập yêu kính cha mẹ nhiều lên, thương yêu cha mẹ. Thầy biết các con đi học thế này, nhưng cha mẹ ở nhà vất vả lắm. Qua các khóa tu mùa hè, thầy biết bố mẹ ở nhà chắt chiu từng đồng một. Đấy, hôm qua thầy mới nói chuyện với chú này, lương của chú đi bảo vệ được có 3 triệu một tháng, vợ thì làm tạp vụ ở cơ quan được 4 triệu một tháng, hai vợ chồng chồng chọc có 7 triệu, nuôi hai đứa con ăn học, đại học, vô cùng vất vả, về nhà phải gắng làm thêm, nhận việc này về, nhận việc kia làm thêm. Thế thầy mới hỏi, thế một đời chú đến giờ chú tích lũy được bao nhiêu? Chú bảo, thầy ơi, cũng chắt chiu dành dụm tất cả được 200 triệu. Thế vừa rồi thì cháu nó xin việc xong rồi lại cưới vợ cho, thế là dốc hết, không còn một đồng nào. Đấy. Thế mà bây giờ thì hai vợ chồng cháu nó lại lùng cùng muốn bỏ nhau, khổ vô cùng đó. Đấy là đứa con trai, còn con gái nữa. Bố mẹ rất là khổ. Các con mà hiểu được nỗi lòng của cha mẹ như thế thì mình phải thương yêu cha mẹ. Đừng bao giờ làm cái điều gì cho cha mẹ đau, đau khổ, buồn vì mình. Đấy, cái chỗ này này, hiếu kính cha mẹ các con ạ, rất quan trọng. Nhớ. Bốn là kính trọng các bậc hiền thánh. Năm là tu sửa trang nghiêm tháp Phật. Sau này các con lớn lên có điều kiện, vào ra trường làm ăn có điều kiện, chỗ nào chùa chiền xây dựng, các con đến phát tâm
và đóng góp năm xu 1.000 nghe không? Xây dựng chùa chiền. Người nào như thế cũng sẽ được đẹp, sẽ được tốt đẹp. Đây là cái việc công đức phúc báu. Tại sao thế các con? Ví dụ đây cái chùa Ba Vàng mình đây, bao nhiêu người công đức xây dựng được cái đại điện này để có chỗ hôm nay Thầy nói chuyện với các con, để các con nhận thức ra rất nhiều vấn đề, giác ngộ được bao nhiêu vấn đề, và cuộc đời các con có thể biết bao nhiêu bạn sau buổi nói chuyện mới bắt đầu chuyển hóa từ cái hướng rất là tiêu cực trở thành rất tích cực, thành một con người tốt đẹp. Đấy, phúc ở đấy sinh ra đấy các con ạ. Đấy. Sáu là quét dọn điện thờ. Đấy, các con đến chùa, thấy chùa bẩn, cầm chổi đi quét, nghe, lau chùi dọn dẹp, mình sẽ được đẹp đẽ. Không kể là con trai hay con gái, con trai đẹp kiểu con trai, con gái xinh kiểu con gái, được phước báu, con nghe chưa? Các con thấy cái con vật nó cũng cần đẹp. Nhà con nuôi con chó ở nhà, một con chó đẹp con thấy thích không? Mình cũng thích bé, thích cưng nó. Con chó mà nó xấu xí, nó ghẻ mình chẳng muốn bé, đúng không? Muôn loài vạn vật, cái đẹp là phúc lành. Phải từ phúc lành mới có đẹp được các con ạ. Nghe không? Bảy là quét dọn chỗ ở của chúng tăng. Đấy, tức là cái chỗ đây, nhà ở của chư tăng, mình quét dọn làm cho sạch. Thì các con hôm nay là cái nhân duyên đến chùa, sau này các con sẽ dạy cho các em mình, con cháu mình sau này đến chùa, các con phải giữ môi trường thật trong sạch. Không nên chùa làm bẩn chùa, viết vẽ bừa bãi và làm bẩn thỉu chùa chiền, mình sẽ xấu xí đi. Đó. Thứ chín là khi thấy người xấu xí, không sinh tâm khinh chê mà lại khởi tâm quý kính. Nhớ, chỗ này là các con phải tu, thấy ai người ta xấu xí, mình không khinh chê mà mình lại kính trọng. Ở Uông Bí Thầy có một cái anh tên là anh Sơn Lâm đấy. Các con có nghe Sơn Lâm chưa? Là người con chất độc da cam, cho nên anh chỉ cao có độ 80 phân này này. Đấy. Hai chân thì nó teo bé tí này, tay như thế. Tức là gọi là người dị dạng. Nhưng mà Thầy gặp anh lần đầu, Thầy rất là quý. Và thật sự anh cũng là một người tài đấy. Cũng giống giống như Nick Vujic ấy. Rất giỏi. Tàn tật như thế mà anh một mình chống gậy leo lên đỉnh Phan Xi-păng. Thầy nói các con khỏe như này mà tay chân đầy đủ này mà leo, Thầy nói còn khó chứ đừng nói. Thế mà anh quyết tâm leo lên đỉnh núi Phan Xi-păng bằng hai cái gậy, cái nạng. Đấy, ý chí đó. Người như thế đáng nhẽ là ở nhà với xã hội phải nuôi, nhưng mà anh một mình là mấy bằng đại học và mở công ty, làm giám đốc công ty, nuôi được cả nhà, nuôi mẹ, nuôi anh em. Đấy, thế thì những cái người thế chúng ta thấy họ xấu thật, nhưng có những cái bên trong họ mình không thể khinh thường được. Cho nên đây Phật dạy, thấy người xấu xí chớ khởi tâm khinh thường, khinh chê họ, mà hãy khởi tâm quý kính họ. Nghe không? Mình sẽ được tốt đẹp, mình được phước duyên đẹp hơn người. Mình đừng xem người ta xấu xí, thương họ vì họ chưa biết tu cho nên họ xấu xí. Nghe không? Mong sao cho họ biết tu, họ được tốt đẹp. Và thứ 10, khi thấy người có dung mạo đẹp đẽ, liền biết được nhân quá khứ. Khi các con gặp ai người ta có dung mạo đẹp đẽ, biết rằng người này trong tiền kiếp người ta cũng phải tu những cái phúc lành gì đó, người ta mới được đẹp đẽ thế này. Cũng giống như các con nhìn thấy bông hoa hồng mà thấy bông hoa hồng nó đẹp thế này. Một bông hoa hồng này đẹp thế này, các con phải biết rằng trước đó người thợ chăm sóc phải kỹ càng thế nào, bón tỉa, bao bọc thế nào nó mới được bông hoa đẹp thế này. Phải nhiều công lắm. Thế thì thấy ai đẹp đẽ, các con cũng thế. Nhá. Thì đây hôm nay Thầy chỉ nói một chút cái này để các con thấy. Trong Kinh Phật còn nói rất nhiều. Đây là nói về cái đẹp thôi. Nghe không? Nhưng mà cái này từ đâu hả con? Từ tâm của mình hết cả đấy. Các con tu được cái tâm, luyện được cái tâm như thế thì sẽ được những cái tốt đẹp, được cái kết quả, gọi là số phận tốt đẹp. Đời mình được tốt đẹp, còn bao nhiêu cái nhân lành. Thế thì qua cái buổi nói chuyện hôm nay về chủ đề tuổi trẻ học làm chủ vận mệnh, các con phải làm chủ từ bây giờ. Đừng đợi đến già, già rồi không sửa được nữa,
Người ta bảo uốn phải uốn từ trẻ. À, nhớ, măng lúc còn non, các con uốn thì nó dễ. Tâm mình lúc còn trẻ, mình uốn tâm rất dễ. Đến già rồi nó thành tính rồi, khó sửa lắm. Thế cho nên làm chủ vận mệnh phải bắt đầu từ tuổi trẻ. Các con nhớ nhỉ? Và làm chủ vận mệnh bằng làm chủ bản thân. Muốn làm chủ bản thân phải làm chủ tâm mình. Phải làm chủ tâm mình. Hãy đối diện với nghịch cảnh, chấp nhận nghịch cảnh để quay lại sửa tâm mình. Thế thì Thầy rất mong mỏi qua cái buổi nói chuyện hôm nay, tất cả các con đều giác ngộ được điều này và các con đều trở thành những người sẽ biết làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình và làm chủ vận mệnh cuộc đời của mình. Biến chúng ta có thể từ những cuộc đời chưa tốt đẹp thành cuộc đời tốt đẹp và xây dựng xã hội, xây dựng đất nước chúng ta ngày càng văn minh, ngày càng giàu đẹp. Đấy là cái điều mong mỏi từ phía các Thầy. Rồi, các con chắp tay hồi hướng nhé. Đọc cái bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.